Hacker đưa ví dụ thông tin cụ thể của một người được cho là chuyên viên marketing và bán hàng online đã của hệ thống con cưng, như là họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân. Thậm chí là hacker này còn cho biết đã có dữ liệu của hệ thống bán lẻ lớn khác là FPT Shop và cho biết sẽ giao dịch trao đổi hoặc là bán khi được giá. Trao đổi với phóng viên vào tối ngày 11 tháng 10, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của BKAV cho hay dữ liệu mà hacker tải lên là của nhân viên hệ thống con cưng. Theo chuyên gia an ninh mạng, nhiều khả năng hệ thống của doanh nghiệp này đã bị xâm nhập, do đó mà doanh nghiệp cần phải rà soát và phát hiện lỗ hổng, xử lý một cách kịp thời. Với các nhân viên bị lộ thông tin, chuyên gia khuyến cáo cần phải đổi mật khẩu. Bên cạnh đó, người bị lộ cần cẩn thận với những email, tin nhắn lạ có dấu hiệu lừa đảo để có thể bảo vệ mình. Hiện đại diện của con cưng chưa đưa ra bình luận, trong khi đại diện của FPT Shop đã từ chối trả lời vì cho rằng không có cơ sở để nói rằng dữ liệu của hệ thống mình đã bị lộ.